អមរាមបុគ្គលប្រជាជនងួយហទុំចាត់គាត់ទៅដងតក្រាពពលីយួររបស់បុឌុតួយបឌិតលងអមហាទុំប្លែនតកែវរិមគាត់បលែនហមហាទុំហមហាចានពោះបកបជីងគេរដីជីងហាទុំតត្រាំជួងួយហមហាចានរុបបីបួនប្រងដដាំងអមងប្លែនណាំប្រកែវអដបុឌុតួយបើហាទុំអដីតួបដីលូឡោះត្រប៉ាន់វត្តបច្ចារាហាងទុំឡោយួរប្រអរិបបុតហាទុំទួលបត្រុងងែប្រអនេះបត្រត្រាំបងមញុំ រីមរ៉ៃលេះទឹមពរទេសបតាំងលេះកែវបើមាំងចាំងទេចារឡាប៉ោចារគ្វាងត្រីពេលលេះទួយចោងមួយមឹងឡាវថៃឡានរុសពូវៀតណាម Sau khi giãn cách lại mở cửa khẩu lại thì khách nó có về cũng được nhiều, tương đối cũng Tôi nhiều. mừng bạc bè mang chàng lệ lễ toài lệ lù mô rộp hàng quán trị kỳ nhu lệ bởi quài ẻ sĩ. Huế chính lệ cho cố đô hàng quạt này ẻ sĩ Đà Nẵng toài cho ngùi chế bà đệ tôi. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có trên 180 mẹ mừng cano tập ban plan mẹ tập kẹt này một bếp cơ sở tập ban plo toài cho ngùi bên này lễ anh em plung cho ngùi tiệu tôi tươm cho nên cơ sở mặt tuổi qua tầng cát mang non qua lần đáp huế mang niềm plan cổ thuật này nước toài cho ngùi tập và trà thừa tiến huế bếp cơ sở ban tập thừa plo tao toài và đệ lao chẳng tốt có bom ác vẽ huế lớp lê preo sydney lễ cầu thụ của toa tới bên này lê preo hoạt động dự án như chỉnh trang đô thị rồi có thêm chặt lại bắt đầu nghệ cái chép hạt tư mật rẽ mền phò bạc ra lại bồn prang từ mặt đất chân lên với bơi cơ toai cho ngùi nhằm phục vụ cho khách về đêm. Chúng tôi cũng kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ sớm phục hồi và du khách sẽ câu cái trang keng cho ngùi Đà Nẵng tan rụp từ cũ toai trốc vào Đà Nẵng lù lông tật thờ rồi nghe gặp hồn prang mong cái chép luôn prang tuổi mau từng đêm trượt lẻng chuồng rắm phơi bọc bốt kia kêu hiem trèm bong trèm bạc ra hàng nằm núi lưu chặt cái toai qua ẩn sĩ tầng cả lễ và cậu thường tương bựa nghe rồi bốt bây giờ chọn người này bựa thuộc plin hàng bè tương trèm niềm chọn người bèo rồi bốt lại tụ chuyện xít